Suy niệm Chúa Nhật thứ 22 mùa thường niên năm A Bài của Linh Mục Du Xe Vũ Đình Tường Cám dỗ ngầm Trong nhiều trường hợp khôn ngoan cho biết Im lặng là cần thiết Im lặng tốt hơn là phát biểu Không góp ý Lẫn không đáp trả là khôn ngoan Cần mực Bởi nếu nêu ý kiến đã không giúp giải quyết vấn nạn mực có khi còn làm cho nó trở nên phức tạp rắc rối hơn nếu thế thì im lặng đúng là vàng như câu tục ngữ khuyên đời khi tranh biện người ta thường chọn những gì mình muốn nghe mà bỏ qua những điều khác chính chọn lựa lắng nghe này gây thêm hiểu lầm bởi một vài chữ trong câu nói nhiều khi không diễn tả trọn vẹn ý người nói bởi không hiểu hết ý muốn nói nên khúc mắt hay bị xoắn tròn, bệnh chặt, méo mó. Từ đó phát sinh thêm khúc mắc mới. Chọn lựa lắng nghe thường tạo nên phản ứng, phản nghịch. Phản ứng, phản xạ thường do thiếu suy nghĩ chiến chắn. Bởi thiếu chiến chắn nên tư tưởng đưa ra thường sườn, nửa chín, nửa sống. Chưa chín hẳn nên hơi khó nuốt. Đây chính là kinh nghiệm phê rô học hỏi trong bài đọc hôm nay. Đức Kitô thông báo cho môn đệ biết trước mọi người là Ngài sẽ bị bắt, hành hạ, bị chết và sau ba ngày sẽ sống lại vinh quang. Câu này có hai phần. Phần một, Đức Kitô bị chết. Phần hai, Ngài sống lại vinh quang. Khi nghe đến Đức Kitô bị chết, Phêrô không chú ý đến phần hai của câu nói mà chỉ chú tâm đến phần một. Bởi yêu mến Đức Kitô hết tâm tình phêrô không muốn điều xấu xảy ra cho thầy mình nên ông mời đức kitô sang một bên thủ thủy vào tay ngài còn hy vọng điều đó không xảy ra cho thầy đức kitô của trách phêrô ngài nói không ngoan của anh là không ngoan của loài người nghe xong câu đó có lẽ phêrô cảm thấy hối hận vì đã căng ngăn đức kitô thi hành ý muốn của chúa cha điều xem ra tốt lành thánh thiện chưa chắc đã tốt thật Cái vỏ trông sáng sủa công phu bắt mắt Còn ruột khó đoán Câu nói của Phaero mang vẻ đẹp bóng bẩy bên ngoài Rụt lại trái ý Thiên Chúa Phaero không nhìn ra cái cám dỗ ẩn nấp đằng sau câu nói của ông Cám dỗ đó do Satan gà bẫy mà Phaero vội vàng bám víu Như thế không ngoan loài người, không hoàn thiện mà luôn có ít nhiều sai trái ẩn nấp trong đó. Công tâm xét đoán câu nói của Phêrô là một câu nói tốt lành. Phêrô không muốn điều xấu xảy ra cho thầy. Ông cũng muốn bảo vệ sự sống của thầy. Tuy nhiên, câu nói đó quá giới hạn, lỡ riêng cho một nhóm nhỏ. Vì thế Đức Kitô của trách ông xét kỹ hơn. Câu nói của Phêrô là một cám dỗ trá hình nếp bóng dưới dạng tốt lành bảo vệ thầy và bảo vệ sự sống thầy cám dỗ này xảy ra dưới hai hình thức thứ nhất cầu nó đó tạo nên ngờ vực nếu không muốn nói thẳng là cản ngăn việc đức kitô không nên văn lời chúa cha thứ hai cầu nó đó ngăn cản hay làm đình trệ chương trình cứu độ nhân loại của đức kitô thứ ba cầu nó đó cho biết phêrô nghĩ đến mình nhiều hơn đến anh em có lần Phêrô nói thẳng với Đức Kitô, chúng con bỏ mọi sự, cả thuyền lẫn chài tin theo thầy, bỏ thầy không biết theo ai. Như thế Phêrô lo lắng cho tương lai của chính mình, mộng ước theo thầy không trọn vẹn. Chúng ta không thể đọc được những gì Phêrô nghĩ trong đầu, nhưng đoán chừng Phêrô nghe có phân nửa câu nói của Đức Kitô, nửa câu đầu nói đến đau khổ, chia lìa, chết chóc, Phêrô nghe rõ và căng ngăn. Phần nửa còn lại liên quan đến việc Đức Kitô phục sinh, đến hy vọng, đến sự sống trường sinh. Phêrô bỏ sót không nghe. Phêrô biết rõ Đức Kitô hoàn toàn tránh khỏi phải chết nếu ngài muốn điều đó. Nhưng Đức Kitô chọn văn phục thánh ý Chúa Cha và đây là điều Phêrô gặp khó khăn không hiểu thấu để trung thành với Đức Kitô người đó cần vâng phục bước theo đường lối Đức Kitô. Đường lối Đức Kitô lại gắn liền đi chung với thập giá. Đây không phải là thập giá làm bằng sắt, gỗ mà là thập giá cuộc sống của mỗi cá nhân. Thập giá này trọng chung, mồ hôi, nước mắt, đau thương và ngay cả máu đào được pha trộn lẫn niềm vui, hy vọng thập giá này đòi hy sinh trong cuộc sống để sống cho chính mình và sống cho tha nhân. Từ đó, vinh quang Chúa được sáng ngời. Vinh quang này hoàn toàn khác với vinh quang trần thế. Vinh quang thiên quốc nhận ánh sáng từ chính Đức Kitô nên vinh quang đó không hề tắt. Vì thế, mồ hôi, nước mắt, đau khổ, Đức Kitô trải qua rửa sạch bụi trần cho nhân loại. Khi tôi hữu trải qua đau khổ, thương đau, chỉ là một cộng tác nhỏ trong việc rửa sạch rít nhơ, tỳ ố, cá nhân để kết hợp, đón nhận vinh quang thiên quốc. Chúng ta xin văn phục theo ý Chúa. Bài của Lên Mục Du Xe Vũ Đình Tường